chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin số 10 năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Gần 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tham gia hội diễn nghệ thuật chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô. Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh, đào tạo không chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số. Sôi nổi chung kết cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2024. Khai mạc giải bóng đá sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ 9 năm 2024. Chương trình Unitour 2024 bắt nhịp xu hướng, dẫn đầu tương lai dành cho sinh viên khoa kinh tế. Công tác đào tạo bậc tiến sĩ tiếp tục được khẳng định với những luận án chất lượng được bảo vệ trước hội đồng. Tôn vinh nét đẹp công sở của nữ đoàn viên công đoàn, người lao động nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sau khi đoạt giải nhất cụm số 2 tại đêm bán kết, Trường Đại học Mở Hà Nội tự tin bước vào vòng chung kết hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, tranh tài cùng 4 trường khác là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Hơn một tháng luyện tập hăng say, rất nhiều giọt mồ hôi đã rơi xuống, nhưng sự hào hứng, quyết tâm cùng tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo luôn hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự hội thi. Quá trình luyện tập và chuẩn bị, lãnh đạo trường luôn quan tâm và có những động viên kịp thời gửi đến toàn đội. Đó là một trong những sự cổ vũ, động viên tinh thần to lớn, góp phần làm nên sự thành công của các tiết mục. Gần 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên HOU đã mang tới hội diễn một chương trình nghệ thuật đầy màu sắc với 5 tiết mục được dàn dựng theo chủ đề Hà Nội 70 năm âm vang bản hùng ca. Các tiết mục được đầu tư, tập luyện chỉnh chu, tâm huyết với đa dạng các hình thức như hợp xướng, đơn ca, độc tấu đàn đá, múa và đều đảm bảo được các tiêu chí, có chủ đề, có tính liên kết, đảm bảo hợp lý về thời lượng, tỏa sáng lộng lẫy tại đêm chung kết, để lại nhiều ấn tượng trong lòng ban giám khảo. Với sự sáng tạo trong cách thể hiện chủ đề, Hà Nội, hội tụ và tỏa sáng, Trường Đại học Mở Hà Nội xuất sắc giành giải tiết mục trình diễn, nhạc cụ hay nhất và giành giải ba toàn đoàn. Giải thưởng này không chỉ khẳng định sự nhiệt huyết, tài năng, tinh thần trách nhiệm của thầy và trò nhà trường đã dày công tập luyện trong nhiều ngày qua với tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong từng vai diễn, tỏa sáng và cống hiến hết mình cho các tiết mục mà còn là niềm tự hào của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội. Ngày 31 tháng 10 năm 2024, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các chương trình đào tạo được đánh giá lần này bao gồm các ngành đào tạo, công nghệ sinh học, kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, luật kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh. Phiên khảo sát được thực hiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Trong phiên khảo sát sơ bộ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu tổng quan về nhà trường, quy trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tập trung bổ sung hồ sơ, minh chứng và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại trường. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao quan điểm về chất lượng của hiệu trưởng nhà trường và các kết quả nhà trường đã đạt được trong hoạt động đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng liên tục, thể hiện sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và trách nhiệm giải trình của nhà trường với các bên liên quan và xã hội. Trong phiên làm việc toàn thể, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, thư ký đã báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, trao đổi thống nhất với nhà trường về kế hoạch và các điều kiện chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như số liệu, tài liệu minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, các đối tượng cần quan sát, kiểm tra, lịch trình khảo sát chính thức, công tác hậu cần phục vụ khảo sát. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng, một số cơ sở vật chất tại địa điểm do Trường Đại học Mở Hà Nội bố trí để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.
Các bên đã thảo luận đi đến thống nhất nội dung, chương trình khảo sát chính thức và ký biên bản ghi nhớ khảo sát sơ bộ. Ngày 29-30 tháng 10, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức hội nghị thường niên về đào tạo không chính quy năm 2024 với chủ đề Nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh, đào tạo không chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số. Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thụy Nhung cho biết, kể từ ngày đầu thành lập đến nay, Trường Đại học Mở Hà Nội đã xác định và kiên định thực hiện sứ mạng, mở cơ hội học tập cho mọi người. Điều này sẽ khó có thể thực hiện được nếu như thiếu sự chung tay, góp sức và đồng hành của các đơn vị liên kết, đơn vị phối hợp. Nhờ sự phối hợp đó, các hoạt động tuyển sinh và tổ chức đào tạo, quy mô tuyển sinh của nhà trường được duy trì hàng năm. Hiện nay, nhà trường đã và đang trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi số, phần lớn các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, quản lý trong toàn trường. Tuy vậy, Trường Đại học Mở Hà Nội luôn xác định chuyển đổi số không phải là đích đến mà là quá trình liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, không chỉ cho công tác đào tạo trong nhà trường mà còn để xây dựng xã hội học tập suốt đời. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, những kết quả đạt được của Trường Đại học Mở Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ, bền bỉ của các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện giáo dục thường xuyên, phát triển đào tạo không chính quy, thực hiện chủ trương đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày 4 tham luận về một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác tuyển sinh và đào tạo không chính quy tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Kết luận hội nghị, Tiến sĩ Dương Thăng Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm, tâm huyết và đi sâu vào các vấn đề đặt ra tại hội nghị, đồng thời khẳng định, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, trong thời gian tới, công tác liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Mở Hà Nội với các đơn vị liên kết sẽ ngày càng thắt chặt, phát triển bền vững, qua đó phục vụ tốt nhu cầu học tập đa dạng của người học. Ngày 26 tháng 10, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2024, HAU.sinhviên.startup năm 2024, chương trình với sự tham gia tranh tài của 11 đội thi với những ý tưởng mới, có những tính ứng dụng cao, gần gũi với thực tiễn. Vòng chung kết diễn ra với hai chặng thi, vòng bình chọn và vòng thi thuyết trình với 11 ý tưởng, dự án khởi nghiệp gồm 1. Nutritic, Viện Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm. Banana Peel Product, sản phẩm từ vỏ chuối. Khoa Tài chính Ngân hàng kết hợp với Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. EasyCom, nền tảng giao tiếp hỗ trợ cho người khiếm thính, Khoa Tiếng Anh, Tài chính Ngân hàng và Công nghệ Thông tin. Nice Day, ứng dụng quản lý thời gian đột phá, cá nhân hóa lịch trình bằng AI và kết nối bạn bè, Khoa Công nghệ Thông tin. Symbol Life, ấm lót mũ bảo hiểm từ bã mía, Khoa Điện điện tử. Proim, sữa chua viên nén lợi khuẩn, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. EcoSmart, thùng rác thông minh kết hợp với ứng dụng di động, Khoa Kinh tế. Matchlight, đèn sợi nấm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. Chaoyi, ứng dụng hỗ trợ thuê phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, Khoa Tiếng Trung Quốc. Trà Sinh tồn, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. The Book Nook, nền tảng cho thuê sách, Khoa Tiếng Anh. Các nhóm dự án đã trình bày, thuyết trình ý tưởng và trả lời các câu hỏi trực tiếp của ban giám khảo theo các tiêu chí đánh giá về tính khả thi, độc đáo, sáng tạo, giải quyết các vấn đề cụ thể. Qua đánh giá, chấm điểm, ban tổ chức đã trao giải nhất cho dự án EcoSmart, thùng rác thông minh kết hợp với ứng dụng di động, giải nhì cho hai dự án EasyCom, nền tảng giao tiếp hỗ trợ cho người khiếm thính, và dự án Chaoyi, ứng dụng hỗ trợ thuê phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, cùng các giải ba, giải khuyến khích khác. Tại chương trình, ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Nova Edu, đại diện ban giám khảo chúc mừng các nhóm dự án xuất sắc vào vòng chung kết, đồng thời khẳng định, Trường Đại học Mở Hà Nội là nơi đem lại những giá trị thiết thực cho các nhóm dự án tiềm năng, là nơi ươm mầm các ý tưởng mới, góp phần thực hiện hóa ước mơ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của các thế hệ trẻ sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội đồng Ban giám khảo, các mentor, các doanh nghiệp, các thầy cô hướng dẫn đã luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà trường phát triển phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, qua đó góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học cho các thế hệ sinh viên nhà trường. Ngày 18 tháng 10, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức khai mạc
giải bóng đá sinh viên lần thứ 9 năm 2024. Giải đấu quy tụ hơn 400 cầu thủ của 20 đội bóng đến từ 10 liên chi đoàn trong trường và đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia cổ vũ. Phát biểu khai mạc, Thạc sĩ Thiều Cẩm Sơn, Bí thư đoàn trường cho biết, giải bóng đá sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết trong đoàn viên, sinh viên nhà trường. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực để học tập và rèn luyện, cũng như tham gia các hoạt động khác. Thạc sĩ Thiều Cẩm Sơn mong muốn, mỗi cầu thủ cần phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa để đạt được những thành tích cao trong thi đấu, qua đó tạo đà cho những thành công trong tương lai. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng ghi nhận sự nỗ lực của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đoàn, hội, cũng như vai trò xung kích trong các hoạt động của nhà trường, đồng thời gửi lời chúc tới toàn thể các vận động viên, ban huấn luyện của 20 đội bóng và mong muốn các cầu thủ tham gia thi đấu sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, góp phần vào thành công của giải đấu. Ngày sau lễ khai mạc giải bóng đã diễn ra 4 trận đấu giữa Liên chi đoàn Khoa Điện Điện tử với Liên chi đoàn Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Liên chi đoàn Khoa Tiếng Anh với Liên chi đoàn Khoa Kinh tế bóng đá nam, Liên chi đoàn Viện Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm với Liên chi đoàn Khoa Công nghệ Thông tin, Liên chi đoàn Khoa Tiếng Trung Quốc và Liên chi đoàn Khoa Tiếng Anh bóng đá nữ. Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2024, tại khu giảng đường Khoa Kinh tế Trường Đại học Mở Hà Nội, phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VCOM, tổ chức chương trình Unitour năm 2024 bắt nhịp xu hướng, dẫn đầu tương lai, thu hút đông đảo sự quan tâm của sinh viên nhà trường. Unitour 2024 là một trong nhiều hoạt động của Khoa Kinh tế nói riêng và Trường Đại học Mở nói chung trong việc hỗ trợ cho sinh viên nhà trường phát triển toàn diện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Chương trình có sự tham dự của ông Trần Văn Trọng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng khoa kinh tế, cùng sự góp mặt của dàn diễn giả dày dặn kinh nghiệm như anh Vũ Văn Tuấn, trưởng phòng marketing, công ty cổ phần giải pháp mạng Bạch Kim, chị Nguyễn Thị Phương Linh, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, chị Thái Thị Xuân Mỹ, trưởng phòng phát triển khách hàng Haravan, chị Trần Thị Hồng Vân, Head of Meta Ecom MCN, chị Ngô Huyền Trang, Giám đốc đào tạo Mascom Edu. Các bạn sinh viên đã được tiếp thu những kiến thức vô cùng mới mẻ, bổ ích và thú vị về xu hướng kinh doanh số. Đặc biệt, sinh viên đã có cơ hội cùng tham gia thảo luận với các diễn giả về những vấn đề liên quan tới kinh doanh số, phát triển thương hiệu và nhân hiệu. Đây là một cơ hội ý nghĩa đối với các bạn để có thể mở rộng kiến thức chuyên ngành, định hướng được các chiến lược và hoạch định tương lai. Ngày 8 tháng 10 năm 2024, tại Trường Đại học Mở Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ Anh Multimodal Metaphors in American and Vietnamese Beverage Commercials, ẩn dụ đa phương tiện trong quảng cáo đồ uống của Hoa Kỳ và Việt Nam. Luận án này là một nghiên cứu hệ thống và sâu sắc về việc hình thành ẩn dụ các phương thức ngôn ngữ, hình ảnh và âm thanh trong quảng cáo đồ uống tại Mỹ và Việt Nam. Đây là 20 nghiên cứu đầu tiên được áp dụng trong lĩnh vực quảng cáo đồ uống ở hai quốc gia. Khung phân tích bổ sung dựa trên Foxview năm 2007, cụ thể là lý thuyết về phân tích hình ảnh và âm thanh, cũng như lý thuyết và mối quan hệ giữa ba phương thức trong vai trò của việc xác định các phép ẩn dụ khái niệm. Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng nhất trí thông qua. Ngày 18 tháng 10, Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và nội dung trình diễn thời trang của cuộc thi Nét đẹp công sở HOU năm 2024. Hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp và nét đẹp công sở của nữ đoàn viên công đoàn, người lao động, đồng thời đóng góp tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa công sở. Cuộc thi Nét đẹp công sở HOU năm 2024 do Công đoàn Trường triển khai với hai nội dung chính: Nét đẹp công sở qua ảnh và trình diễn trang phục công sở. Từ hàng nghìn bức ảnh, các tổ công đoàn đã lựa chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để tham gia bình chọn trên fanpage của Công đoàn Trường. Các bức ảnh của 39 nữ đoàn viên công đoàn, người lao động
đã nhận được gần 500.000 lượt theo dõi và gần 50.000 lượt tương tác, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh thanh lịch của nữ cán bộ, giảng viên của nhà trường. Kết quả phần thi bình chọn ảnh, hai giải nhất thuộc về Tổ công đoàn Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật số và Tổ công đoàn Khoa Du lịch. Hai giải nhì thuộc về Tổ công đoàn Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại và Tổ công đoàn Khoa Tài chính Ngân hàng. Hai giải ba thuộc về Tổ công đoàn Khoa Tiếng Anh và Tổ công đoàn Phòng Quản lý Đào tạo. Điểm nhấn trong chương trình là phần thi trình diễn thời trang, cuộc thi Nét đẹp công sở HOU năm 2024, với sự tham gia của các nữ cán bộ, giảng viên. Trong những bộ trang phục thanh lịch, tự tin, các thí sinh đã trình diễn những bước đi chuyên nghiệp, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Sự kiện không chỉ là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp mà còn là dịp để các nữ giảng viên thể hiện phong cách, sự tự tin và bản lĩnh của mình trong môi trường công sở. Ban tổ chức đã trao một giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hoài An, Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại. Ba giải nhì thuộc về thí sinh của các tổ công đoàn, Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trung tâm Bồi dưỡng ngắn hạn, Khoa Đào tạo cơ bản. Ban tổ chức cũng đã trao 11 giải ba và nhiều giải khuyến khích cho các phần trình diễn ấn tượng tại cuộc thi. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Tiến sĩ Dương Thăng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các nữ cán bộ, giảng viên vì những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển của nhà trường. Cũng nhân dịp này, Công đoàn trường đã tổ chức trao khen thưởng cho 50 cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu Nữ công đoàn viên giỏi việc trường, đảm việc nhà, tiêu biểu xuất sắc năm học 2023-2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin số 10 năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!